Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tấn Quân Volkswagen. Thì hôm nay Quân sẽ giới thiệu một mẫu xe đang hiện tại rất là hot tại Việt Nam. Đó chính là Volkswagen Teramon 2021. Đây là mẫu xe được mong chờ nhất trong năm của thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam, bởi vì nó mang đến cho quý khách hàng một chiếc SUV rộng nhất phân khúc 7 chỗ và cùng với đó là một thiết kế vô cùng mạnh mẽ và lạ mắt. Chiếc xe Volkswagen Teramon này chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đây. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ và đương nhiên nó sẽ mang chất lượng của Mỹ. Về thiết kế ngoại hắc, Volkswagen Teramon được trang bị bộ mâm 20 inch. Nhìn sẽ thể thao hơn, cứng cáp hơn và khi mình sử dụng xe sẽ an toàn hơn. Thiết kế về phần đuôi xe, Volkswagen được trang bị bộ đèn full LED và cộng với thiết kế vuông vức và nam tính, nó thể hiện được sự mạnh mẽ của chiếc xe. Thêm đó, Volkswagen Teramon được sử dụng logo mới của Volkswagen 2021. Xe Teramon tại Việt Nam sẽ được trang bị 6 màu, đó là trắng, đen, đỏ, xám, xanh dương và xanh rêu. Nếu quý khách hàng muốn chọn những màu hiếm như xanh dương hoặc xanh rêu thì hãy liên hệ với Quân trước để đặt và giữ xe. Về phần phía trước, chiếc xe được thiết kế thể thao cùng với bộ đèn full LED. Bên trong nội thất xe được thiết kế vô cùng hiện đại với vô lăng tích hợp các phím điều khiển cộng với logo mới của Volkswagen. Xe được trang bị cruise control và các phím điều khiển, màn hình giải trí cũng như là màn hình lái. Xe Volkswagen Teramon sử dụng loại da cao cấp và không kém phần thể thao với những cái đường viền găng. Nó vừa mang lại tính chất thẩm mỹ cũng như là an toàn cho người khi sử dụng, bởi vì nó sẽ bám chúng ta vào trong ghế sẽ chắc chắn hơn. Xe Volkswagen Teramon cũng được ốp gỗ sang trọng và hệ thống loa Volkswagen. Xe được trang bị màn hình Digital Cockpit Pro hiện đại bậc nhất với 3 chế độ hiển thị khác nhau và cùng rất nhiều thông tin trên đó. Chúng ta có thể là tùy chỉnh thoải mái. Kích thước của màn hình là 12.3 inch. Xe được trang bị màn hình giải trí 8 inch, sắc nét và cảm ứng mượt mà. Thêm vào đó, chúng ta có thể điều khiển bằng cử động. Xe sẽ có tất cả là vài chế độ lái, bao gồm 4 chế độ chính. Hệ dẫn động là 4Motion, một trong những hệ dẫn động tốt nhất trên thế giới. Chúng ta có thể tùy chỉnh khi lái xe, phanh tay điện tử. Volkswagen Teramon sẽ được trang bị sạc không dây, cùng với đó là kết nối Apple CarPlay không dây. Thêm nữa, xe sẽ có tính năng là phát Wi-Fi. Đây, chúng ta sẽ bỏ điện thoại vào đây và điện thoại sẽ được sạc. Cùng với đó là tính năng kết nối Apple CarPlay không dây. Nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Khi chúng ta sử dụng dây thì nó có thể là bị vướng, nhưng với sạc không dây và tính năng Apple CarPlay không dây sẽ giúp chúng ta
không bị vướng víu khi lái xe, cũng như là mình sẽ tập trung lái xe an toàn hơn. Tiếp theo đây là một option có thể được mong chờ nhất, đó chính là cửa sổ trời cao cấp toàn cảnh. Trước đó đàn em của Teramon là T1 thì không được trang bị cửa sổ trời, còn bây giờ Teramon đã được trang bị. Teramon là một trong những chiếc xe có hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba rộng nhất phân khúc, với điều hòa độc lập cho hàng ghế thứ hai. Đây, chúng ta có đầy đủ những nút tùy chỉnh. Còn với hàng ghế thứ ba cũng rất rộng rãi, quý khách hàng có thể ngồi phía sau thoải mái, cộng với sẽ có cửa gió riêng cho hàng ghế thứ ba. Chúng ta cùng xem lại ngoại hắc của Volkswagen Teramon với chiều dài trên 5 mét. Thêm vào đó, Volkswagen Teramon được trang bị động cơ 2.0 turbo thân áp, bao gồm 220 mã và 350 mô men xoắn. Có thể thấy sức kéo của chiếc xe này là rất mạnh mẽ. Để biết thông tin chi tiết của chiếc xe Teramon này thì mọi người hãy liên hệ cho Quân. Quân sẽ gửi cho mọi người về bảng báo giá của chiếc xe này tại từng tỉnh. Chi tiết xe thông qua catalog online và tư vấn xe trực tiếp, mọi người cứ liên hệ số điện thoại trên đây của Quân hoặc là nhắn tin Zalo cho Quân. Quân xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.